Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thế Anh Audio để tiếp tục các video. Ngày hôm nay đây, em lên một video để thông báo cho anh em đã tiếp tục về được 10 bộ mic JBL phiên bản cao cấp có mã KMC8, một phiên bản bên em bán rất là nhiều rồi nhá. Bao cho anh em chất âm cực kỳ là hay, dòng này chất âm rất là hay, hút tiếng tốt, tiếng da dày và sóng sánh ổn định cho anh em trong vòng khoảng từ 30 đến 50 mét, ok chưa ạ? Và hôm nay bên em về được 10 bộ. Rất nhiều anh em có nhắn tin và gọi điện chốt mic JBL KMC8, nhưng vừa rồi bên em thật sự là cũng đang hết hàng, đang cháy hàng. Và hôm nay bên em mới về được. Nên anh em nào đã nhắn tin mà em chưa gửi hàng được thì vui lòng nhắn tin lại giúp em nhé. Nhắn tin hoặc gọi điện lại cho em là em đã về 10 bộ cho 10 bác nào nhanh tay sở hữu một phiên bản cao cấp đến từ thương hiệu JBL có mã là KMC8. Hôm nay em sẽ xả cho anh em một mức giá, vẫn là một mức giá rất là yêu thương cho anh em nhé. Thì anh em trước khi vào video, anh em nhớ cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhớ nhấn chuông để tiếp tục ủng hộ Thế Anh Audio. Khi Thế Anh Audio lên video, anh em có thể nhận được ngay những cái thông báo để cập nhật cho mình những cái sản phẩm mới nhất từ Thế Anh Audio. Dạ vâng ạ. Hôm nay em sẽ giới thiệu lại và sẽ báo một mức giá yêu thương ngày hôm nay cho bác nào muốn sở hữu một dòng mic không dây đến từ thương hiệu JBL, một phiên bản rất là cao cấp nhé. Và đây em sẽ giới thiệu cho anh em, giới thiệu lại nhé, vì em rất nhiều các làm các vài video để giới thiệu cho anh em rồi, nhưng hôm nay em sẽ giới thiệu lại cho anh em những chiếc JBL KMC8. Đây em sẽ giới thiệu mặt trước, thiết kế rất là đơn giản anh em. Dòng JBL này thì nó sẽ thiên về chất âm, nó đảm bảo cho anh em là chất âm rất là hay và thiết kế làm sao là tối giản nhất cho anh em. Đấy, như con này thiết kế hai kênh, hai màn hình, kênh A và kênh B riêng biệt nhé. Kênh A, kênh B anh em có thể điều chỉnh bằng cách này, lên xuống này là sẽ điều chỉnh về âm lượng volume của mic này, kênh A này, volume của mic kênh B này. Đấy, hoặc là anh em có thể set tự động bằng cách là chọn nút set ở đây, sau đó là dí tay mic vào đây, ok chưa? Để chọn này, sau dí tay mic nó sẽ ăn tần số. Đấy, ăn tần số set tự động rất là tiện dụng cho anh em nhé. Đấy, một thiết kế đơn giản mà đậm phong cách của JBL. Đây em sẽ quay cho anh em mặt sau, đầy đủ các cổng kết nối cho anh em nhé. Đây, đây là mặt sau của những chiếc JBL KMC8. Đầu tiên là có nguồn này, cắm nguồn này và cắm 6 ly. Anh em nào mua làm gia đình, mua hát gia đình cắm trực tiếp vào rắc 6 ly này giúp em. Em đã tặng cho anh em dây rắc phụ kiện đầy đủ. Còn anh em nào làm sự kiện thì cắm vào calon A hoặc calon B cho hai kênh riêng biệt. Và đây đặc biệt nó có anten. Đấy, anten đảm bảo cho anh em dòng này 30 đến 50 mét. Những dạng làm sâu sự kiện kẹo kéo hoặc là dạp cưới đều ok nhá. Hát gia đình thì nói thật là rất là đẳng cấp cho anh em, những cái chiếc mic đến từ thương hiệu JBL KMC8. Đấy. Và đây em sẽ quay cho anh em tay mic nhá. Đấy, quay tay cho anh em tay mic luôn. Đây. Đây là những chiếc tay mic đến từ thương hiệu JBL KMC8 đấy. Có thiết kế đuôi chuột, tay rất là dài. Đấy, tay rất là dài, cầm rất là đầm nhé. Vì nó là vỏ kim loại. Anh em thấy này. Đấy, vỏ kim loại. Côn là sử dụng côn neo. Đấy, dòng côn neo này ưu điểm là độ hút tiếng là tốt này. Tiếng da dày. Và đặc biệt là giảm hú rất là tốt nhé. Vì thiết kế côn neo giảm hú cực kỳ là tốt. Đấy, pin này, con này pin tiết kiệm pin, anh em sử dụng một đôi pin con thỏ sẽ được 3-4 giờ. Đấy, rất là tiết kiệm cho anh em. Đấy, anh em thấy sơn này, một tay sơn nó rất là đẹp, sơn chống bám vân tay, rất là đẹp, màu đen nhá. Đấy, đen hơi sần nhẹ một chút, rất là đẹp. Tay cầm nó dài, nhìn một thật sự là một cái bộ mic rất là chuyên nghiệp. Đấy, đầy đủ cho anh em, vẫn còn nguyên thùng xốp này cho anh em nhá. Đấy, rất là cao cấp. Và ngày hôm nay em sẽ tiếp tục xả cho anh em 10 bộ này về một mức giá, vẫn là một mức giá rất là yêu thương cho anh em. Anh em nào muốn sở hữu những bộ mic đến từ thương hiệu JBL có mã là KMC8. Đấy, một mức giá rất là yêu thương. Trước khi em báo giá thì em sẽ báo, em sẽ test cho anh em một đoạn karaoke để anh em cảm nhận về chất âm của con này nhé. Nên 6, 7, 8, 9, 10, 10. Nên 7, 8, 9, 10. Nên 6, 7, 1, 1. Em ơi suốt đêm
chúc vì em. Vì lời ra từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại đến, ước nguyện trọn một đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm. Chờ mong sao cho trời sáng, đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Em cũng vừa test qua cho anh em nghe, cảm nhận được chất âm của dòng mic JBL KMC8 này. Em bao cho anh em chất âm rất là hay, hút tiếng tốt và tiếng ra rất là dày. Và hôm nay đến với Thế Anh Audio ngày hôm nay, em sẽ xả cho anh em một mức giá cực kỳ là yêu thương. Vẫn là một mức giá rất là yêu thương ngày hôm nay nhá. Chỉ 1.250.000 em bao ship tặng dây rắc cho anh em. Anh em đến nhận hàng kiểm tra thanh toán, ok chưa ạ? Một mức giá rất là yêu thương ngày hôm nay, 1.200.000 anh em đến nhận hàng kiểm tra thanh toán, 1.250.000 anh em đến nhận hàng kiểm tra thanh toán, ok chưa ạ? Anh em chốt mic vui lòng nhắn tin trực tiếp đến số điện thoại chốt mic JBL hoặc là chốt mic KMC8. 1.250.000 em bao ship tặng đủ dây rắc, anh em đến nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải cọc, ok chưa ạ? Một mức giá thực sự là rất là rẻ với một dòng mic cao cấp đến từ thương hiệu JBL. Đấy, rất là rẻ cho anh em ngày hôm nay. Đấy, anh em số lượng có hạn, anh em chốt vui lòng nhắn tin trực tiếp chốt mic JBL hoặc là chốt KMC8, 1.250.000 em bao ship tặng đủ dây rắc, anh em đến nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải cọc, ok ạ? Đấy, cảm ơn anh em đã xem video nhé, hẹn anh em ở các video tiếp theo. Xin chào anh em.